Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cùng với việc mở rộng cách ly điều trị F0 tại nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 3 nhằm chuẩn bị các điều kiện để cách ly chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong những ngày qua thì số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng liên tục tăng cao. Trong đó, cao điểm có ngày thành phố ghi nhận đến hơn 650 ca mắc, con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó thì việc thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 2 là yêu cầu cần thiết lúc này. Bệnh viện Dã chiến số 2 được thiết lập trên cơ sở trưng dụng các tòa nhà khu ký túc xá phía Tây tại số 8 đường Hà Văn Tính, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Theo quyết định 95 ngày 12 tháng 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng có quy mô trên 2.000 giường bệnh, được thiết lập đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó, các phòng hồi sức tích cực cũng được thiết lập đảm bảo công tác cấp cứu điều trị khi bệnh nhân có diễn tiến bất thường. Giai đoạn 1 chúng tôi đã chuẩn bị được, sau khi xét up mọi chuyện thì chúng tôi chuẩn bị được dự trù là thu dung được 1.300 bệnh nhân. Đặc biệt là trong cái tình hình này thì cái khả năng tiến hành rất sớm, cho nên chúng tôi Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi chuyện. Và trong vòng khi được thành phố thông báo quyết định tiến hành thì trong vòng khoảng 14 đến 36 tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ tiến hành thu dung điều trị. Bệnh viện Dã chiến số 2 được thiết lập nhằm cách ly chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Đà Nẵng đã được Sở Y tế phê duyệt. Hai tuần đầu năm 2022, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục tăng cao và tổng cộng đã ghi nhận hơn 4.800 trường hợp mắc COVID-19. Ngành Y tế Đà Nẵng vẫn đang chủ động trong công tác điều trị với 4 bệnh viện, trong đó có 2 bệnh viện dã chiến, cùng với việc mở rộng cách ly điều trị F0 tại nhà.